Cửa hàng chúng tôi chuyên kinh doanh các mặt hàng thời trang với nhiều chủng loại, màu sắc, kích cỡ, chuyên bán các sản phẩm đồ lót 12 giờ. Đồ lót là người bạn tâm giao của phụ nữ. Đồ lót sẽ không chê bạn dù bạn mập hay ốm, dù bạn xinh hay xấu và bạn có già hay trẻ, thì nó vẫn luôn ở bên bạn. Là phụ nữ hãy nên đẹp từ bên trong ra ngoài, tự tin với những điều nhỏ nhặt nhất, yêu bản thân hơn, trân trọng sức khỏe từ đồ lót. Cửa hàng chúng tôi chuyên kinh doanh tất cả các loại áo ngực, đa dạng về màu sắc, mẫu mã, từ những mẫu áo ngực mút dày đến mút mỏng, không gọng đến có gọng, những mẫu thiết kế trơn đến những mẫu thiết kế ren, những mẫu dành riêng cho người mập đến những mẫu dành riêng cho người gầy. Những mẫu sinh ra cho cô nàng ngực lép cũng có những mẫu sinh ra cho cô nàng ngực khủng. Khách hàng có thể yên tâm thoải mái lựa chọn những mẫu ưng ý, sẽ tùy vào kiểu dáng và kích cỡ mà chọn cho mình những chiếc áo ngực ưng ý nhất. Cách chọn áo ngực phù hợp. Áo ngực là một trang phục không thể thiếu đối với chị em phụ nữ. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn áo ngực sao cho phù hợp với mình. Dưới đây là một số lưu ý để chỉ cho các nàng cách chọn áo ngực phù hợp. Kích cỡ phù hợp. Trước tiên, để chọn áo ngực phù hợp thì các nàng phải biết số đo kích cỡ vòng 1 của mình. Khi chọn đúng kích cỡ áo ngực thì vòng 1 sẽ được ôm tròn, nâng đỡ một cách tự nhiên nhất, không gây cảm giác khó chịu cho người mặc. Và bên cạnh đó sẽ hạn chế được những sự cố xảy ra với trang phục. Kiểu ngực. Khi biết rõ bản thân mình thuộc loại ngực gì thì các nàng sẽ biết cách chọn áo ngực phù hợp với mình. Ví dụ như, những cô nàng có kiểu ngực tròn thì nên chọn cho mình một chiếc áo mút mỏng, không gọng. Những cô nàng có kiểu ngực nhỏ, hướng ra hai bên thì nên chọn cho mình những chiếc áo ngực có gọng, trơn. Chất liệu, bạn nên chọn những chiếc áo ngực có chất liệu cô tông, vì cô tông thấm hút mồ hôi tốt, tạo cảm giác thoải mái cho người mặc. Và nếu không muốn cho áo ngực nhanh giãn và rách thì các nàng nên chọn những chiếc áo ngực có chất liệu cô tông kết hợp với sợi nhân tạo. Mong rằng qua bài viết này sẽ giúp các nàng biết cách chọn áo ngực phù hợp với mình. Chúc các nàng luôn xinh đẹp và tự tin nhé!